Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về hàng loạt các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động với lý do vi phạm hoặc là chưa đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn còn đang rất nóng. Hiện nay thì thành phố và các lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố tổ chức khắc phục và đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, các địa phương cũng đang tăng cường quản lý chặt chẽ các quán karaoke trên địa bàn, đảm bảo không để hoạt động chui diễn ra khi chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. Theo thống kê, trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức có khoảng 80 quán karaoke. Theo quy định của thành phố thì các quán karaoke này phải dừng mọi hoạt động đến khi hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mới được hoạt động trở lại. Xác định là một địa bàn giáp danh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân đã phối hợp với công an xã chia thành 4 tổ thường xuyên tuần tra tại khu vực có quán karaoke để tránh tình trạng hoạt động chui. Ủy ban xã Vân Côn đã có chỉ đạo tổ công tác, đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý hành chính, đặc biệt là đối với các cơ sở hiện tại thì trên địa bàn xã là có các cơ sở về phòng cháy chữa cháy thì 100% các cơ sở trên địa bàn toàn xã đã thực hiện các quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động về công tác phòng cháy chữa cháy. Hầu hết các quán karaoke đều được chính quyền địa phương yêu cầu tháo hết biển bảng và thu hồi giấy phép hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền đối với chủ cơ sở kinh doanh. Hiện tại cơ sở của mình hiện tại là đang đình chỉ hoạt động, đúng không? Khi không đảm bảo về cái điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Hiện tại như phòng này là mình là cơ quan chức năng vào kiểm tra, đúng không? Hiện tại là cơ sở nó vẫn đang để như là thắp những đèn điện như này. Theo quy định mình phải khi đình chỉ là mình không có hoạt động rồi. Mình phải tắt hết các thiết bị điện để không bị dẫn đến cái sự chập cháy. Đấy, thế là cơ sở phải chú ý việc đấy. Hiện nay thành phố có tổng số 1.538 cơ sở. Qua kiểm tra đã xử phạt 423 trường hợp với số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. 100% cơ sở đã có văn bản kiến nghị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục, đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo cho nhân dân thủ đô.